Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Lo cho người thân khi rời xa ngôi nhà, bốn bậc tầng cao trên là sao chỉ có mình ta thôi mà. Yêu thương là khi ta dành trao nhưng mà không có phí. Muốn em được no nhưng làm sao khi mà không có phí. Cho người ta đang đau lên khi nghe tin ở nơi phương xa, cái không biết vui mà đang lo vì cầm măng cho em trai nên chưa an tâm ra đi. Hôm qua bất kỳ ai đeo khăn tang, hôm nay nhà mình xoay đồ vali. Nếu như biết trước con đã ở lại nên bây giờ đây không thể làm gì. Nước mắt rơi trên môi là vì đường Sài Gòn dây thì căng ở hai đường đi. Lòng cầu cao chẳng biết làm chi, 2 giờ đêm vẫn còn nghe tâm can thầm thì ta đã mong ước gia đình khỏe mạnh nên xin đổi lại cả mái đầu xanh. Ta nguyện cầu thời gian xin người mang đến đây thần kỳ, chỉ một lần này thôi trả lời tôi, hãy để tôi được nghe âm thanh mẹ tôi còn đang gọi tên. Chỉ một lần này thôi hãy trả lời tôi, nếu một mai này tôi phải đi gia đình tôi còn luôn bị cái gì đâu. Mẹ ngoài đời là mấy con ngày đẹp là con thấy trong con nó còn cười, con trai nhiều điều khó thì cứ giữ trong tim. Cuộc sống sẽ tốt với chúng ta, còn mơ về hạnh phúc với những thứ xa hoa. Nhưng mong mà mình ước muốn là nhất hóa ra, chính là ta được trở về một nhà. Nó sợ cảm giác một mình, nó sợ cảm giác lặng thinh và nó ước không bao giờ phải lớn. Nó sợ đối diện với bản thân mình, nó sợ cảm giác một mình, nó sợ cảm giác lặng thinh và nó ước không bao giờ phải lớn. Nó sợ không gian lặng ngắt như một tờ giấy, đủ khiến hơi thở sắc như dao cạo. Đèn thi đã tắt hơn một giờ mấy, sao mắt vẫn mở với đầu cứ chao đảo. Nhìn vào bên trong và nó thấy đối diện với bản thân rất là khó đấy, vì nó biết chắc ở sâu trong lòng nó là những vết cắt đang sẽ ngao ngạo. Bần thân và cô đơn thật bất cân và vô ơn, vẽ thật nhiều màu sắc tâm hồn chưa được tô son. Nhiều khi chỉ muốn làm một con sứa không tim và không não, vô hình dưới đấy để dương mặt cho mặt biển là giông bão. Và nó biết thất bại là những bài học đắng vịt đầu, cất lại cảm xúc đó là cách để ngăn những giọt nước mắt nó đã luôn luôn phải tự cố gắng. Hello, ước gì nó đã có thể chia sẻ cho nỗi buồn lắng thâu sâu, nhưng tất cả nó có thể làm là chút tâm sự và trang giấy trắng. Và sau đó nó chưa nhận ra nó đang tự làm đau, nó cô lập nó với người ta bằng những suy nghĩ câu có luôn tự hỏi những câu khó. Nó bỏ xóa những lời khuyên nó phát điên về tâm trí đã bị phí, những nhầm suy nghĩ đã dành chạy chút chực nhỏ ra đường tôi đã sẵn sàng ta nhìn nếu muốn từ vòng bao nhiêu cả số hối hả bây giờ kế với nhau hỏi. Mẹ chiều mến quên đã đối với con, ngày đêm là con thấy trong con nó còn cười, con trai nhiều điều khó thì cứ giữ trong tim. Sống sẽ tốt với chúng ta, còn mơ về hạnh phúc với những thứ xa hoa. Nhưng mong và mình ước muốn là biết hóa ra, chính là ta được trở về một nhà. Ai cũng muốn một vài tâm sự và ai cũng có một câu chuyện riêng, ai cũng muốn vài lời chia sẻ và ai cũng muốn một lời động viên. Khi càng lớn thì ta càng sợ đối diện với bản thân mình đầu tiên. Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Còn những thứ chẳng thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe, nhưng hạnh phúc phải tự giành lấy, chẳng phải để khoe. Càng lớn thì ta càng sợ đối diện với bản thân mình đầu tiên. Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Khoảnh khắc mẹ chiều mến quay đến đối với con, ngày buồn mẹ còn thấy chúng con nước con cười, con trai nhiều điều khó thích cứ giữ trong tim. Những ngày hai con yêu mẹ thật nhiều, bao nhiêu lần cuộc sống sẽ tốt với chúng ta, con mơ về hạnh phúc với những thứ xa hoa. Nhưng mong hòa mình mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel.
siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.